kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết tổng hợp ngày 12 tháng 9 của kênh VTC14. Thưa quý vị và các bạn, giải tụ nhiệt đới vắt ngang qua khu vực Trung Trung Bộ vẫn còn tiếp tục có xu hướng duy trì và sẽ nâng chậm trục lên phía Bắc. Vì vậy mà chạy dọc khắp các tỉnh khu vực Bắc cũng như là khu vực Trung Trung Bộ, bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị cho đến khu vực Thừa Thiên Huế, trời vẫn tiếp tục trút những cơn mưa với lượng tương đối lớn xuống khắp mọi nơi. Do mưa lớn cũng kéo dài nhiều ngày, khiến mực nước ở các sông hồ trong khu vực cũng đã lên cao, đồng thời nền đất nhiều nơi trở nên rất yếu, do đó ở các vùng núi cần đề phòng với hiện tượng lũ quét và khả năng sạt lở đất. Nền nhiệt độ thấp nhất đêm nay ít thay đổi, tại các nơi như khu vực Sầm Sơn, Tĩnh Gia, Quỳnh Lưu, Vinh, Hà Tĩnh cho đến khu vực Đông Hà, Thừa Thiên Huế dao động ở mức 23 cho đến 25 độ. Còn ban ngày trời vẫn đầy mây, âm u và có mưa khiến nhiệt độ không có cơ hội tăng nhiều và chỉ dao động trong khoảng 26 cho đến 30 độ. Nằm ở rìa phía nam của rãnh mây dông nên các tỉnh ven biển khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến khu vực Bình Thuận trời cũng nhiều mây và có mưa dông rải rác, lượng mưa không lớn như ở các tỉnh phía Bắc và cũng có xu hướng giảm hơn so với ngày hôm trước. Vì vậy mà nền nhiệt độ ngày mai trên khắp khu vực từ Đà Nẵng, Tam Kỳ cho đến Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Rang, Tháp Chàm cũng cao hơn và sẽ dao động trong mức là từ 29 cho đến 33 độ. Nằm xa về phía nam nhưng mà sự hoạt động của rãnh áp thấp có trục đi qua các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ vẫn là nguyên nhân khiến cho gió Tây Nam ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hoạt động khá mạnh. Tại khu vực Tây Nguyên, mây đối lưu phát triển mạnh và mang những cơn mưa dông đến hầu khắp các nơi trên khu vực. Một số nơi có mưa với lượng lớn kèm theo dông mạnh, đặc biệt là ở phần phía nam của khu vực, bao gồm có Đắk Lắk, Lâm Đồng. Trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ về tố lốc và gió giật mạnh là rất cao nên bà con cần chú ý phòng tránh hiện tượng thời tiết nguy hiểm này. Nhiệt độ ban đêm sẽ dao động trong khoảng từ 20 cho đến 22 độ, riêng ở phần phía nam của khu vực như là tại khu vực Đắk Nông cũng như là khu vực Lâm Đồng thì trời khá lạnh khi mà nhiệt độ giảm xuống xấp xỉ dưới 20 độ. Ban ngày trời còn khá nhiều mây và nhiệt độ dao động trong khoảng 28 cho đến 32 độ. Còn đối với khu vực Nam Bộ thì toàn khu vực mang thời tiết đặc trưng của thời kỳ mùa mưa khi mà nền nhiệt tương đối dễ chịu vào ban ngày với mức nhiệt từ 29 cho đến 33 độ. Đến buổi chiều là khoảng thời gian gió Tây Nam thường hoạt động mạnh nhất trong ngày khiến cho độ ẩm không khí tăng nhanh, những đám mây đối lưu liên tiếp từ biển di chuyển vào đất liền, sau đó sẽ gây ra mưa dông trên diện rộng trên toàn khu vực. Nhiều nơi có mưa, một số nơi còn có khả năng có mưa với lượng tương đối khá như tại ven biển miền Tây, các tỉnh Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau. Thưa quý vị, trở ra với khu vực miền Bắc thì trong đêm nay và ngày mai, những đám mây đối lưu vẫn phát triển và gây mưa dông trên khắp khu vực. Mưa phân bố không đều về diện và lượng. Trong đó thì các tỉnh ở khu vực phía tây của dãy Hoàng Liên Sơn chỉ có những cơn mưa rào và dông rải rác. Thì tại các tỉnh khu vực phía đông, do kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông ở rìa bắc của giải hội tụ nhiệt đới, nên nhiều khả năng sẽ có mưa với lượng lớn kèm theo nguy cơ có gió giật mạnh trong cơn dông vẫn có thể xảy ra. Đặc biệt là đối với các tỉnh khu vực đồng bằng và các tỉnh ven biển khu Đông Bắc như tại thủ đô Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình cũng như là khu vực Nam Định. Nhiệt độ giảm nhẹ về đêm với nhiệt độ thấp nhất sẽ dao động phổ biến trong khoảng 23 cho đến 25 độ. Ngày mai thì trời vẫn đôi lúc có mưa và nền nhiệt độ còn mát mẻ. Tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận như là tại khu vực Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam cho đến khu vực Thái Bình thì nhiệt độ chỉ dao động trong khoảng 25 đến 28 độ. Các nơi khác thuộc khu vực Trung Du và vùng núi nhiệt độ không được đồng nhất và dao động trong khoảng 28 đến 31 độ. Giải tụ nhiệt đới tiếp tục gây thời tiết xấu trên các vùng biển. Gió trên khu vực Vịnh Bắc Bộ cũng như là khu vực phía Bắc của Biển Đông duy trì hướng Đông Đông Nam, trong khi ở vùng biển phía Nam thì gió Tây Nam có cường độ trung bình. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác với tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam mạnh cấp 4, cấp 5, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác với tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam mạnh cấp 4, cấp 5. Thưa quý vị, bản tin thời tiết tổng hợp tối nay đến đây là hết. Chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.